Thì hôm nay thầy sẽ làm tiếp cái bài là bảng cửu chương. À, thầy làm bảng cửu chương. Thì cửu chương này thầy đi bằng cái gọi là for. Ở trên nguyên tắc cửu chương á thì các bạn thấy cái nhập số vô á thì mình đã từng học cái bảng cửu chương rồi. Đó là số nhân đi cửu chương bắt đầu nó chạy từ mấy tới mấy á. À, thường thì mình đọc là 2 nhân 1 bằng bằng 2. À đây, nó đây. Vậy thì bây giờ y mình bắt đầu chạy từ 1 đó à cho tới 10. À, mình xác định được cái vòng lặp này chưa? Được rồi, đúng không ạ? À? Rồi mình lấy nó nhân cho 1 bằng à, cái một số này nhân cho 1 kết quả. Còn cái này là cái chuỗi à, mỗi lần dạng xuống hàng in cái chuỗi ra, xuống hàng in cái chuỗi ra. À, mình thực hiện cái phép toán ở đây. Ừ, đây là bảng cửu chương của mình đây. Thì mình xin kết quả nằm ở đây ha. Đây là bảng cửu chương. Thì trong cái trường hợp đó mình cũng qua đi kiểm tra cái gì? Kiểm tra con số. Có à? Kiểm tra con số. Rồi. Mấy cái phần kiểm tra này là tụi con phải viết nhuyễn nha, ha, viết rất là nhuyễn ở đây. Thì đầu bài tới cái này là cái phần kiểm tra đó là làm rất là đẹp ở đây rồi. À, thầy hướng dẫn đó là ở đây tìm rồi kiểm tra cái nút tính rồi, kiểm tra số ha, ở đây thôi rồi dẫn nó vào đây rồi cái nào dư thì mình có quyền mình bỏ đó à, mình đóng cái ít của cái thằng lớn này lại cái này thì đã có rồi ở đây thì không cần. Rồi ở đây mình ra khai báo cái biến đó là biến kết quả thôi, mình không cần cái tổng tích gì hết ngay chỗ này, mình xóa hết ở đây đúng không ạ, xóa hết. Rồi bây giờ kiểm tra cái nút tính là số ha, số cần tiền, số phải lớn hơn bằng không này, nếu mà nó vượt qua được cái trạm này thì bắt đầu chúng ta mới xét cái KT. Nếu mà kiểm tra bằng true tức là ở đây là cái điều kiện nhập đã thỏa này, bắt đầu chúng ta mới tính in cái danh sách cửu chương ra ha. Cái việc đầu tiên là các bạn cũng xuất cái biến chúng ta ra cái thể hiện ở ngoài, ra các thể hiện bên bên ngoài, chẳng hạn như biến ro thì nó sẽ xuất hiện ra một cái thể hiện là H3 chẳng hạn ha. Rồi xuất cái cho thể hiện cái t số thông qua cái biến đó là biến biến số. Rồi chúng ta sẽ xuất cái kết quả nằm ở đây. À đây. Và đây là cái kết quả nằm đây. Thì muốn cho dòng kết quả này nó đi canh giữa thì chúng ta cho nó align là center, thì cái chữ kết quả này nó sẽ được chạy ra chính giữa đúng không ạ, chữ kết quả chạy ra chính giữa đây rồi. Chúng ta hình cái bảng cửu chương xuống đây ha. Rồi vậy thì trong đây thầy sẽ sử dụng cái vòng lặp for để thầy làm cái bảng cửu chương đó ạ. Vậy thì for của thầy đi từ đâu tới đâu ạ? À, for biến đếm thì giống như nãy phân tích thì tụi con thấy for của mình bắt đầu chạy từ 1 cho tới mấy, 1 tới 10 đúng không ạ? Vậy thì y đầu tiên mình đếm cho nó bằng bằng trừ 1 à, bằng 1 mình gán cho nó bằng 1 rồi mình xét cái điều kiện trong khi y vẫn còn nhỏ hơn hay bằng con 10 thì lúc này có phải mình tăng y lên không ạ? Y cộng với cộng cộng rồi vô đây mình bắt đầu gắn cái biến kết quả của mình bằng đúng không ạ, bằng ai ạ? À? Rồi mình xây dựng một cái chuỗi ở trên đây, tức là mình nói là số ha, rồi dấu này là dấu nhân đi cho y ha, rồi bằng chấm mình nói với ha, cái biểu thức ở đây tức là số nhân đi cho y nên kết quả rồi ha, nên kết quả rồi đó, nhẹ nhàng. Rồi bây giờ mình sẽ nhập vô của chương 4 đi. À, của chương 4 rồi mình thực hiện, mình thấy ở đây mình chỉ được là 4 nhân 10 bằng 4. Ủa còn mấy cái kia đâu rồi, 4 nhân 1, 4 nhân 2 những lần trước đâu rồi? À, ở đây các bạn cẩn thận nha,
thì ở đây nó gọi là cái phép gán này. Dấu bằng thì khi mà nó gán kết quả cuối cùng trong khi y bằng 10, 10 vẫn còn nhỏ hơn bằng 10 thì cộng cộng thì nó gán đập đè kết quả vô, thì cái này nó gọi là override, đập đè vô chồng. Mình muốn giữ lại những cái giá trị trước đó thì mình là chấm chấm bằng, tức là mình nói trước, nói vô thành một cái chuỗi, rồi sau đó mình in nó ra. In nó ra ở đây. Rồi giờ thầy bấm lại. Thì khi mà thầy in nó ra thì rõ ràng tụi con thấy hiện giờ nó đang in 4 x 1 bằng 4 nè, rồi 4 x 2 bằng 8 nè, 4 x 3 bằng 12 nè, 4 x 4 bằng 16 nè, đúng không? Vậy thì mỗi dòng in mình phải động tác làm gì? Phải xuống hàng không ạ? Nếu mà xuống hàng á là ở đây mình sẽ nói với cái chuỗi là gì? Cái tắc B PR. Thấy đẹp chưa? 4 x 1 là 4. Vậy thì ở đây người ta có quyền nhập củ chương 9 ha, để đây mình thực hiện ra này, này 919 này. Ở đây nó kết thúc cái phần gọi là cái cấu trúc lập ở đây đúng không? Tức là cái for và cái while đúng không? Thì trong mỗi lần làm việc á thì giống như mỗi lần thôi, thì nếu mà trong cái bài mà các bạn làm á có gì thắc mắc thì các bạn có gọi mail về cho thầy ở đây. Thì những cái gì mà thầy làm for đó thì trong cái bài hai bài tập này thì tụi con có thể sử dụng qua cái while, tự nghĩ ra cái while của mình để mình in cái bảng cu chương bằng while, hoặc là mình in các cái số mà là chia hết các cái dãy số chia hết cho n đó ha, thì mình dùng while để mình làm. Rồi chúc các bạn làm bài tốt nha.